Hello hello hello. Hello quý vị và các bạn thân mến nha. Chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Thì hôm nay mình chơi lớn luôn nha các bạn. Thứ 6 ngày 13. Mình thì ít có mua vé số bên Mỹ này lắm, tại mình sợ trở thành triệu phú, tỷ phú, nó tóm lại là vậy, thành ra mình ít chơi vé số lắm các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay thì tự nhiên mình có cái cảm hứng là mình muốn chia sẻ với các bạn là vé số bên Mỹ này giá bao nhiêu tiền. Cách mua như thế nào và nếu trúng đó thì sẽ được bao nhiêu tiền đô la, bao nhiêu triệu đô la. Thành ra hôm nay Tony sẽ chơi lớn nha, chơi lớn luôn đó các bạn, bỏ ra 10 đô la Mỹ nha. Tony ít có cờ bạc lắm, nói thật với các bạn, Tony không biết cờ bạc là gì và Tony cũng ít có mua vé số lắm, ở Mỹ mấy chục năm chứ ít có mua vé số lắm. Thành ra hôm nay 10 đô la đối với Tony rất là lớn nha, thì đối với người khác thì nhỏ nhưng mà đối với Tony rất là lớn. Tony sẽ bỏ ra 10 đô la ha, dẫn các bạn đi qua bên chỗ bán vé số để chia sẻ với các bạn cái cách mua vé số và nếu trúng thì như thế nào và được bao nhiêu triệu đô la. Mời các bạn theo dõi cái clip nha. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mua vé số. Trong lúc các bạn xem, nếu các bạn thích thì cho Tony một cái thumbs up, và nếu các bạn chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để ủng hộ tinh thần cho Tony, để Tony có cái động lực làm ra nhiều cái clip mới nữa để chia sẻ với các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình đi mua vé số, không nói nhiều nữa. Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Là tối nay sẽ có một cái giải nó gọi là Mega. Mega ha. Bây giờ mình đi mua Mega nha các bạn. 10 đô la Mỹ nha. Let's go. Thì trong cái shopping center của Tony á là có nhiều gian hàng lắm. Mình kêu bằng gian hàng đi, bán đầy đủ hay là service đầy đủ. Đây, trong tay của Tony đang cầm 10 đô la. Bây giờ Tony sẽ dẫn các bạn đi qua bên bển mua vé số nè. Đi với Tony nha. Hôm nay các bạn thấy Tony hơi lạ đúng không? Tại vì Tony không có xịt keo lên tóc á, thành ra Tony lấy cái khăn này bịt tóc lại để cho đừng có thấy tóc nó bù xù, tóc rối giống như cô bé Lọ Lem với các bạn. Xa xa đó là những bạn của mình đang làm việc. Giờ mình không có việc làm, giờ mình sẽ đi xài tiền. Không, một người thì làm ra tiền, một người đi xài tiền nhé các bạn. Chứ không thôi tiền để đâu cho hết. Giờ mình đi mua 10 đô la vé số nha. Omega. Hola. Mình thì cũng ít mua vé số ở bên Mỹ này mấy chục năm rồi, nhưng mà mình cũng ít mua vé số lắm các bạn ơi. Thì hôm nay nhân dịp ngày thứ 6 ngày 13 thành ra mình sẽ đi mua vé số nè các bạn. How are you? Black casa? No, not yet. Not yet? No. Okay. Una mo áo? Yeah. Hey, how are you? Thì các bạn có thể mua vé số để coi bên Mỹ này nó có nhiều chỗ bán vé số lắm nha các bạn. Giống như cái convenience store nè, hoặc là cái gas station nè, hoặc là any supermarket nè, market của Mỹ hay market của Việt Nam gì á là đều có bán vé số hết nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vào một cái gas station này để mình mua vé số đây. Để coi hôm nay mình coi cái giải này. Hey buddy, how are you buddy? Hello các bạn nha. Thì nè, các bạn thấy không nè, bên Mỹ này thì thứ 3 và thứ 6 thì nó có cái giải Mega Million. Ok. Thì hôm nay thứ 6 thì cái giải nó lên là 340 triệu nha các bạn. Cái giải nó lên 340 triệu đây. Còn thứ 4 với thứ 7 thì nó có gọi là Powerball. Thì hiện tại bây giờ cái giải nó trúng là 150 triệu. Thì thường thường á, không ai trúng thì cái giá tiền nó sẽ tăng lên nha các bạn, nó tăng cho đến khi nào có người trúng thôi. Nhưng mà bắt đầu á, khi mà có người trúng rồi đó thì nó bắt đầu đọc khoảng 40 triệu, rồi không ai trúng thì nó cứ tăng mãi cho đến lúc khi nào mà coi như là có người trúng thì thôi. Hiện tại bây giờ á là cái giải Mega là thứ 3 với thứ 6 nè, hôm nay thứ 6 nè là 340 triệu nè các bạn. Các bạn có thể mua 2 đô la, 1 đô la gì cũng được, thấy chưa? Chỉ cần 1-2 đô la thôi thì các bạn có thể trở thành triệu phú ở Mỹ nha. Ở bên Việt Nam mình nó có cái câu là sau 4 giờ rưỡi chiều á, chưa biết ai giàu hơn ai, đúng không các bạn? Bên Mỹ này thì mình không biết là 8-9 giờ gì đó thì người ta mới sổ số sao, tại mình cũng không rành đó, mình ít mua vé số. Và nó có hai cách để các bạn mua vé số nha. Cái thứ nhất là đây, các bạn tự chọn số. Đây là cái giải Powerball hoặc là cái giải Mega. Các bạn tự chọn số 5-6 số gì đó. Oh yeah, okay. Okay, yeah. Wait. I'll be right there. See,
các bạn có thể pick the number, nó gọi là pick the number, tức là mình tự chọn số đó các bạn. Ok, ví dụ đi các bạn mua giải Powerball thì các bạn quánh vô 5-6 con số vậy đó. Nếu mà các bạn mua giải Mega thì các bạn cũng quánh vô 5-6 con số. Hoặc là mình mua để cho máy nó chọn cho mình. Thường thường là đa số là người ta mua là để cho máy tự chọn. Bây giờ mình lợi mình mua để cho máy tự chọn nha các bạn. Can I have $10 Mega? $10 Mega tonight. Yeah. That's a winning one, okay? Yeah. I win, I give you $1 million, okay? You want to make $1 million? Yeah. Vietnam, no machine in the town. Yeah. Đó, thì hôm nay Tony chơi lớn, Tony sẽ mua $10 vé số. No more. Yeah, see? Đây. Đây là Tony mới mua đây, $10 đây các bạn. Nếu mà trúng á, thì nếu mà các bạn lãnh tiền mặt đó nha, tiền mặt đó nha, các bạn là 230 triệu 800 ngàn. Oh, sorry about that. Yeah. Here we go. Các bạn có, nếu mà các bạn trúng á, các bạn có hai cách để mà lãnh tiền nha. Một cách là người ta sẽ trả payment cho bạn hàng năm. Còn một cách là các bạn lãnh một lần một. Đó, đây. Nếu mà trúng á, cái giải hiện tại bây giờ là 340 triệu nhưng mà các bạn lãnh tiền mặt thì các bạn chỉ còn lại có 230 triệu 800 ngàn nha. Đây. Mỗi một cái like là $2. Mình mua $10 thì nó có 5 like, 1 2 3 4 5 đó, các bạn thấy không? 5 hàng. Thấy chưa? 5 hàng. 5 con số với một con số là 6 là 6 con số. Cái số này nó gọi là số Mega Ball đó các bạn. Các bạn phải trúng hết 5 con số này cộng với con số cuối cùng này thì mới là trúng giải đặc biệt nha. Đây, các bạn nhìn số nha. Đây, nếu mà mình trúng tiền mặt á, thì mình sẽ được 230 triệu 800 ngàn. Còn nếu mà các bạn mà lãnh payment á, thì người ta trả mình ví dụ mỗi năm mấy chục ngàn gì đó. Rồi các bạn sẽ lãnh nhiều hơn cái số tiền mặt vậy đó. Đó, các bạn thấy không đây? Mega 230 triệu 800 ngàn. 230 triệu 800 ngàn nhé các bạn. Ok, cái đó là hai cái giải vé số Mega and Powerball. Bây giờ á, bên cạnh này thì nó cũng có cái vé số cạo nữa nè các bạn. Vé số cạo này nè, các bạn thấy không? Mình mua cái mình cạo đó các bạn. Đó, ví dụ nha các bạn. Ví dụ cái này nè, $5 nè các bạn. $5 thì các bạn có thể trúng được 100 ngàn. Đó, thấy chưa? Cạo á, cạo là trúng liền á. Mì ăn liền á, bóc xỉa á. Dạ. Đó, hoặc là cái này $10 nè các bạn. $10 thì các bạn có thể trúng được 250 ngàn. Đó, $10 thì các đây nè, $10 thì các bạn có thể trúng được 1 triệu. Đó, thì bên cạnh cái vé số Powerball and Mega, các bạn có thể mua vé số cạo bóc xỉa liền tại chỗ nha. Yeah. My friend, yeah, lady, man and lady both. So anyway, các bạn có thể mua vé số cạo, các bạn cạo liền tại chỗ và các bạn trúng liền tại chỗ. Còn nếu các bạn mua Mega and Powerball thì các bạn phải đợi tới giờ người ta sổ số, giống như vé số kiến thiết ở bên Việt Nam vậy đó các bạn. Đó, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn mà vé số ở Mỹ mua như thế nào, giá bao nhiêu tiền và nếu trúng thì cái giải độc đắc nó sẽ là bao nhiêu. Thì thường thường là mình mua vé số bên này khoảng $2 nhé các bạn. $2 là các bạn có thể trở thành triệu phú rồi nha. Thì... You can buy all Vietnam, yeah. You can buy everything over there. If I win, I can buy everything. In Vietnam. Yes. Đó, các bạn thấy không nè. Thì thường thường á, mà mỗi một... You can take your aeroplane, own aeroplane from here. Uh-huh. Your own aeroplane. Yes. Thường thường mà mình mua như vậy thì chỉ cần $2 thôi, các bạn có thể trở thành triệu phú rồi nếu các bạn trúng giải độc đắc nha. Mà cái giá tối thiểu của trúng giải độc đắc là từ 40 triệu trở lên nha các bạn. Nếu không ai trúng thì nó cứ tăng mãi vậy. Nó tăng hiện tại bây giờ thì nó là 350 triệu, nhưng mà nếu mình trúng mình lãnh tiền mặt đó là còn lại 230 triệu 800 ngàn. Còn đây là những cái vé số cạo đây các bạn. Dạ, vé số cạo là các bạn có thể mua $1 nè, các bạn trúng được 1 ngàn, thấy chưa? $1 các bạn có thể trúng được 5 ngàn, tùy theo cái loại vé số. $2 các bạn có thể trúng được 30 ngàn. Tà búa xa. Yeah, $3 các bạn có thể trúng được 50 ngàn, thấy chưa? I have to tell Busha. What? Good morning in Tà Busha. Good morning in what language? You know, it's your Vietnam in Tà Busha. Tà Busha. Yeah. Okay. I know. Tà Busha. Tà Busha. Tà Busha.
Đó các bạn thấy không? Đây. You don't, what do you mean good morning? Chào buổi sáng. What is? Chào buổi sáng. Good morning. Good morning in Vietnam. Yeah. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Yeah. Chào buổi sáng. Yes. Yeah. Yeah. Good morning. Chào buổi sáng. Over there morning or night today? Right now over night. There midnight. Midnight. Yes. My country also same. Oh, the same. Your country the same. 11 in night. Yeah. What country you came from? I forget. Oh, you know Mount Everest, the highest peak of the world, Nepal. Oh, okay, yeah. Between China and India. Ah, yeah. I know. Yeah. Long way, buddy. Yeah. See, right here, các bạn có thể mua $5 và các bạn có thể trúng được 100,000. Thì tùy theo cái vé số cạo mà các bạn mua, các bạn có thể xài $1 hay là $5 hay là $10, $20 gì đó tùy theo. Và các bạn có thể trúng những cái giải thưởng khác nhau. Johnny, Lord Buddha born my country. The Buddha. Ah. Uh-huh. He born my country, Lumbini. Oh, yeah. From my house, uh-huh. 25 minute drive. Oh. You go in Google Lumbini, uh-huh. That my. Oh, I see. Home. You have to go sometime. You Buddhist, yeah? Yeah. Okay. Lot of Vietnamese, they go everywhere, every year. Uh-huh. Every year, they go every over year. There, yeah. They see the Buddha. Lord Buddha born there, uh-huh. Lumbini. Yeah. Đây, 230,800,000 nha các bạn. Ok, bye đi. Thank you very much. Good luck. Let me know, okay, if you win. Yeah, I win. I give you $1,000,000, okay? You no more see. Okay. Yeah. Hello các bạn nè, thì sau vài phút tôi đi chia sẻ với các bạn là cái cách mua vé số ở Mỹ như thế nào và bao nhiêu tiền và nếu chúng độc đắc thì được bao nhiêu triệu đô. Thì thôi tôi này xin tạm dừng cái clip ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái clip này. Và một lần nữa xin hẹn các bạn lại cái clip sau. Nhớ đừng quên bấm nút like. Nếu các bạn chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký để ủng hộ tinh thần cho tôi này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye các bạn. Chúc tất cả mọi người một ngày an lành và hạnh phúc nha. Nếu tôi này trúng tối nay tụi mình sẽ chia tiền nha. Mình sẽ chia tiền với các bạn đó. Mình sẽ đi làm từ thiện đó. Bye bye cả nhà nha. You need to bless the God, Buddha.